Là Bùi Phượng, năm nay em 23 tuổi, em đang công tác tại công ty thanh toán điện tử OnOnPay. Nhiệm vụ chính của em là làm về bộ phận nhân sự. Quê quán của em là Ninh Bình ạ. Rồi, dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thành Công, em đến từ Tây Ninh, năm nay em 24 tuổi. Và hiện tại là em đang làm nhân viên kinh doanh, em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Bên kia tên là Phượng Lê Thành Công, Phượng Thành Công, được, hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em chắc là em cũng được mọi người công nhận là vú nuôi của công ty. Em nấu ăn cũng là tạm được. Trong các buổi tiệc thì chắc em chuyên là người gọi là vú nuôi, chuyên xào nấu các kiểu để cho mọi người ăn cho thoải quá mái. Quá tốt ha, hỗ trợ đảm đang. Em được cái nữa là tâm hồn ăn uống hơi cao. Đặc biệt ưu điểm chắc là ăn nhiều béo, cũng béo chị ạ. Cái mức độ gọi là 8kg mỡ dư thừa. 8kg mỡ dư thừa. Em cũng mong là mình giảm, nhưng mà cái đấy nó xa xỉ quá chị ạ. Sao xa xỉ, giảm được mà em, trời mình ơi. Mình khó khăn quá. Đi chị cũng ăn nhiều không nè, ham đi chơi, ham ăn lắm nè. Không sao đâu, ăn có sức khỏe cho nó đẹp. Rồi, nhược điểm của em chắc là nói nhiều. Chắc là gọi là bệnh nghề nghiệp. Một ngày mà em không nói được 1000 từ chắc là em gọi là tàu hỏa nhập ma luôn. Không nói là cái gì xì khói lên đầu. Đúng luôn đó dạ, vâng. Phải không? Dạ. Rồi, ok. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em á là em có đủ sự chín chắn để quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho người mình yêu thương. Và cái thứ hai á là em không có hút thuốc, em không có cờ bạc hay là nhậu nhẹt. Chỉ khi nào mà em giao tiếp với các cấp trên thì em mới uống giao tiếp thôi. Rồi, tốt rồi. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì thỉnh thoảng cũng ngồi cũng hay rung bồ, rung đùi. Đùi nhiều người rung mà, đừng có rung quá tao mỏi mắt thôi. Dạ, với lại em cũng hay quên. Em đã có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua cũng hai mối tình. Hai mối tình, mối tình dài nhất là mấy năm? Dài nhất là 2 năm. Sao chia tay? Do cái tính chất công việc của em á, cũng ít thời gian quan tâm á, cho nên vào một ngày đẹp trời bạn đó đã có người khác. Nhớ chú ý điểm đó nha. Dạ. Quen cô ở đây là phải quan tâm nha. Bên đây mấy mối tình rồi em? Em cũng hai mối tình ạ. Trước đây thì em yêu một anh chàng ngoài Hà Nội. Sau khi quá trình học tập thì anh ấy lại trở về quê. Thời gian không thể níu giữ chúng ta. Thôi là anh ấy vì là khoảng cách đôi ta nên là em chia tay. Vâng, nói chung là chia tay xong một thời gian thì em có yêu thêm một người nữa, cũng ở ngoài Hà Nội luôn. Dạ. Tóm lại thì cuộc tình của em thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ có tóm lại một hai từ là trai bỏ, trai bỏ, trai bỏ. Cả hai mối tình đều bị trai bỏ hết. Thôi bây giờ mình có kinh nghiệm rồi, mình sẽ bổ sung cho cái tình yêu mới này đẹp hơn ha. Quan tâm và ít nói chút xíu. Bạn gái, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em thì cũng khá đơn giản đấy ạ. Cũng là một người ít nói, biết lắng nghe một chút, biết chia sẻ một chút. Có nghĩa là khá là người trung thủy. Vì cuộc sống mà cũng nhiều điều. Đừng có bỏ bạn gái nữa ha. Đúng rồi ạ. Bên đây ít nói đó, đúng luôn rồi đó. Có cái gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai hút thuốc. Bên đây không hút thuốc, quá ngon rồi. Có cái hình mẫu lý tưởng không em? Chắc là da ngăm ngăm một chút. Ngăm ngăm ha. Vâng, với em thì quan điểm là trai đẹp thì của người ta, còn trai xấu mới là của mình. Quan điểm vậy rồi mà vẫn bị trai bỏ. Ngao thiệt chứ, tức thiệt luôn. Còn bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cũng phải biết về nội trợ. Dạ. Bên đây là ngon. Chuẩn dạ. Luôn. Ừ. Quan trọng là biết quan tâm và chia sẻ những cái vui buồn cùng em. Và phải biết được cái tính chất công việc của em mà thông cảm cho em. Cái gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, em không thích bạn đó xăm mình nhiều hay là cờ bạc, rượu chè gì đó. Gái nào mà ghê vậy? Tính của em thì nó vốn hiền, hiền từ nhỏ, hiền như con gái vậy á. Nhưng mà cuối cùng giờ em có là con gái không? Có cảm giác tự nhiên thích con trai không? Dạ không anh, nhưng mà hồi nhỏ em toàn chơi với gái, em chơi toàn mấy trò bánh đũa hay là trời ơi. Giờ em còn chơi bánh đũa không? Dạ không, em chơi tới năm lớp 5 á là em mới nhận ra em là con trai, em là con trai. Rồi lúc đó em mới thích những cái trò chơi của con trai. Nhưng sao con mắt phải tụi nó giật dữ vậy ta?
Rồi em chơi với bạn trai thì em chơi trò chơi gì? Em toàn là bị mấy thằng đó ăn hiếp không mà chị. Ăn hiếp không à? Dạ, hiền quá nên bị đè đầu cửa cổ luôn á. Ở đây em có khóc không? Tới năm lớp 9 luôn em mới hết khóc á. Em kể thử em một cái kỷ niệm nào mà em bị mấy bạn trai ăn hiếp em kể. Cái đó là bị ức hiếp luôn á chị. Ức hiếp sao rồi, một cái trường hợp bị đấm vô mặt nè. Có lần á, năm đứa nó xúm lên, nó lôi em lên sân thượng á, nó lột đầu em hết trơn luôn. Nó tưởng em là con gái hả hay sao mà lột đồ em? Dạ không có, tại nó em không chơi tụi nó, em ngồi tự kỷ của mình á. Không, nó không có ức hiếp em, nó có không có, nó chơi nó phá gì á anh. Lột đồ làm gì? Kiểu như chọc vậy, chờ em quần tà lõn vậy, xong rồi em phải chờ tới tan học em mới dám xuống hình, mới bỏ đồ em trong lớp. Rồi bây giờ lớn lên còn bị ăn hiếp không? Dạ không, qua cấp 3 cái là hết rồi. Bây giờ em mạnh mẽ chưa, em men chưa? Dạ giờ em rất là mạnh mẽ. Bây giờ em có hiếp được ai chưa? Dạ em không có. Mạnh mẽ quá, giờ em mất mạnh mẽ. Dạ em chưa bao giờ ăn hiếp ai hết chị, nhất là đối với phụ nữ em chưa bao giờ em lớn tiếng hay là dùng hành động gì hết á. Dạ giờ quay lại cái vấn đề nè, nãy giờ em chưa có nói là cái mẫu người lý tưởng của em sao, quý vị em có hình mẫu lý tưởng gì không? Nói sao ta? Bích Phương. Nãy giờ em nói chuyện cô bên này, em hình dung cổ như thế nào? Ăn mà dư 8 ký mỡ chắc cũng hơi tròn tí. Hơi tròn, bởi gì nữa? Mặt cũng hơi tròn tí. Em đoán là chắc chắn là dễ thương. À, sao tự nhiên không thích người ta xăm mình? Nếu mà nhỏ này á, dễ thương thì được. Chứ mà xăm bệ em phải có bạn gái xăm bệ vô em dẫn đi mới ức hiếp mấy anh kia lại được chứ, để mấy anh kia năm hiếp em sao? Dạ thôi, là phần lớn là gia đình của em không có chịu. Khi nào đám cưới? Sang năm chị. Sang năm được. Giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà của em, tại em cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, em có nhà riêng. Ồ, có nhà riêng luôn rồi. Vậy tốt quá ha. Mà rung quá trời rung, nói chuyện mà mặt giật kia nè. Tôi đâu có ăn hiếp đâu. Với lại bây giờ lớn rồi, ai ăn hiếp mình phải phản công lại chứ. Bạn nữ bên kia nếu mà có lấy về á thì bạn từ từ dạy bảo mình, bạn đừng đánh mình nha. Trời ơi trời. Sao em? Nãy giờ nghe ảnh chia sẻ cảm giác em thấy làm sao? Em thấy anh thuộc tiếp người ít nói. Tội nghiệp em trai tôi quá. Nhưng mà ảnh bị ăn hiếp quá vậy, em nghe kể em thấy thương không? Thương chị ạ. Rồi ảnh không bảo vệ em được rồi sao? Không, chắc em bảo vệ anh được á. Đừng ăn hiếp ảnh nha. Rồi. Dạ, em hiền nhưng mà em có thể nếu mà có cái trường hợp nào đó bất trắc á, em vẫn có thể tự bảo vệ được. Bằng cách nào? Em có về thể lực và em cũng có võ nữa. Em có học võ karate được 2 năm. Đó luôn ghê, hả? Ghê. Một chút múa dẻo cho em coi nha. Em không dám. Chào em gái. Chào anh ạ. Em thấy anh khỏe không? Khỏe. Nói chứ nãy giờ chọc bạn bên trai bên đây thôi. Bạn bên đây rất là hiền. Bây giờ bạn bên đây đồng ý thì chừng nào em sẽ cho người ta bước tới? Càng sớm càng tốt anh ạ. Bây giờ em nghe anh ấy nói em thấy có hợp gì tính với mình không? Cũng một phần nào đấy ạ. Bên đây 24 tuổi nhưng tính còn rất con nít. Còn em 23 tuổi nhưng mà tính em phải nói là rất là cứng á. Tính tình em rất là bản lĩnh luôn á. Dạ. Em có sợ nghĩ rằng mình sẽ là người là làm chủ, thậm chí làm trụ cột gia đình luôn không? Thực ra thì với thiên chức của người phụ nữ Việt Nam ấy, có một cái phần nào đấy luôn luôn là người đứng sau một người chồng của mình để thúc đẩy cái công việc, luôn là người phía sau để ủng hộ cho tất cả những cái quyết định. Em có thích lấy con trai miền Nam không? Em cũng chỉ cần một lý do để ở lại thôi ạ. Hay. Thôi dễ thương lắm, thấy được á. Hôm nay em đi với ai em gái? Em trai, ha? Hôm nay em đi với em họ của em. Rồi, để chị nghe ý kiến của gia đình em ha. Chào chương trình, chào anh Nguyễn Linh với chào chị Cát Tường. Em tên là Thắng, em là giai em họ nhưng mà có thể là lớn tuổi hơn Phượng. Thì em thấy Phượng là một người rất là mạnh mẽ và cá tính, rất là quyết đoán. Còn bạn Nam bên đây thì em thấy anh ấy rất là sáng sủa, cũng dễ thương. Với hai là khi mà anh này chia sẻ thì em thấy là có thể là trong cuộc đời nó có duyên á. Nếu mà có nên duyên vợ chồng hay gì nó có sự bù trừ á, rất là hay. Nếu mà nên duyên được thì rất là tốt, rất là hay. Mình thấy nên có cơ hội trao cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với em họ và người đồng nghiệp. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em là Tỉnh, em họ của anh Công. Dạ, em thấy chị bên này thì rất là dễ thương, xinh xắn. Còn anh Công của tụi em thì ưu điểm thì rất là hiền và ít nói. Anh này hay quan tâm giúp đỡ mọi người. Còn anh có cái khuyết điểm là hay quên. Em thấy là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, bây giờ cho hai bạn nhìn mặt nhau, trao đổi với nhau nha. Mở rào. Ừ.
Đó. Em chào anh. Anh chào em. Hôm nay em có cái cây này tặng anh. Đây là một trong những cái cây yêu thích của em. Anh cảm ơn em. Dạ. Anh cũng có cái món quà này cho em. Là anh có tự tay vẽ bức tranh này. Dạ, cảm ơn anh. Em đưa cho mọi người thấy, gia đình thấy có đẹp không? Đó. Yeah. Rồi, mời các bạn về vị trí đi. Chúng ta cảm nhận về nhau thế nào đó? Hai người quay mặt nói chuyện. Gì vậy? Xoay qua đây chứ tự nhiên xoay qua anh kia là sao trời? Dạ, em cảm thấy bà nữ này rất là dễ thương. Ngoại hình cân đối, cũng hợp với em. Nãy giờ bạn gái cũng đang lo lắng về em đó. Em có thể hiện dài miếng vỏ thử coi. Ở đây em không dám, chỉ khi nào mà có phòng vệ rồi. Không thì thử coi, thí dụ ví dụ thử coi. Vậy em xin phép múa sơ. Đúng rồi, bài quyền ha. Múa một vài bài quyền rồi, đúng không? Thử xem. Nào, 2, 3, bắt đầu. Thi. Đó. Sẵn đứng hát luôn, hát luôn. Hát luôn, biểu diễn bạn gái, coi luôn. 2, 3. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim hồn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em thấy anh mạnh mẽ quá. Mạnh mẽ lắm. Bây giờ em cảm nhận nãy giờ những phút giây giới thiệu em, em thấy thế nào? Bây giờ khi mà nhìn thấy nhau thì thấy là anh ấy khá là hiền. Nhưng mà khỏe mạnh cái này quá, em sợ quá. Nhỡ về nhà ăn hiếp nhau thì không sao? Không có đâu, nói vậy thôi chứ dễ thương lắm, không ăn hiếp. Khóc rồi kìa. Khóc nha. Anh có chia sẻ là mình không thích cô gái có hình xăm ấy. Nhưng mà em lỡ có hình xăm rồi bây giờ sao ấy? Là hình xăm nhỏ dễ thương không có sao. Anh chỉ sợ mà chơi một bê nguyên người hay là nguyên con đại bàng gì đó. Nhưng mà thật ra đối với anh á, mà đến bằng tình cảm thực sự á, thì anh không có quan tâm. Chứ cái này là quá bình thường thời buổi hiện giờ. Với lại ba mẹ anh cũng dễ chứ không có khó. Nếu mà quen lâu dài thì anh có bắt em về ở làm dâu không? Hay là mình sẽ ở riêng? Ta có nhà riêng rồi. Đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Anh có công việc của anh có phải thường xuyên đi công tác xa không? Không em, anh chỉ đi vòng vòng thôi. Nếu mà có gia đình rồi á, đúng 6 giờ anh sẽ có mặt nhà. Nếu mà anh có cái tiệc tùng đó, anh cũng sẽ báo cho em biết một tiếng. Anh chỉ mong em là hiểu cho cái tính chất công việc của anh. Nhiều khi em nhắn tin qua, nhưng mà anh không thể trả lời liền được. Anh rảnh lúc nào anh sẽ nhắn tin lúc đó. Bố mẹ và gia đình của em thì vẫn ở quê, tức là ở Ninh Bình á. Thế bây giờ chỉ có một mình em ở đây thôi. Nhỡ mà có vấn đề gì về cuộc sống ấy, thì em có thể được về nhà không? Thì khi nào em muốn là em về, thì em nói cho anh biết một tiếng để anh sắp xếp. Rồi, thôi bây giờ nè, tỏ tình sao cho cô ấy đồng ý bấm nút hẹn hò với mình đi. Giờ mạnh mẽ lên nè, thể hiện tính coi như là bản lĩnh đàn ông nè. Em là bạn gái anh nha. Anh làm em này là em khó nói quá. Cho anh nắm tay cái đi, anh cảm nhận cũng được rồi quyết định. Mình sẽ bấm nút mình quyết định. Lâu lắm rồi mới được nắm tay. Anh cũng lâu lắm rồi anh mới được nắm tay. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình bấm nút là hẹn hò, trao duyên cho nhau và tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Chúng ta tự nguyện, tự suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay nào. Rồi hôn bạn gái một cái nè. Phượng đang làm việc gì Phượng? Dạ em đang làm kế toán văn phòng ạ. Ở Nhân Trạch Đồng Nai chị. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quỳnh Ninh, chị Cát Tường và bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đồng Văn Tân. Hôm nay em 26 tuổi, quê em ở Hải Dương và hiện tại em đang công tác ở đơn vị ở Xuân Đồng Đồng Nai. Công việc cụ thể của em là gì em? Hiện giờ em đang là trợ lý quân khí. Em là quản lý về vũ khí đạn của trung đoàn. Có bom không? Bom? Không, đơn vị... Bên đây bạn gái sợ rồi kìa. Đơn vị em bộ binh thì đạn loại nhỏ đấy. Đạn nhỏ thì chứ nổ vừa vừa đúng không? Dạ, dạ. Anh ơi, bữa nào anh cho em xem cái hình viên đạn đối xem cho anh nha. Cái đấy thì bình thường bạn ơi, đạn thì mình quản lý cả một kho rất là nhiều. Ồ vậy hả anh? Em cảm nhận như thế nào nếu mà bạn trai làm trong quân đội?
Thực sự em nói thật là em rất là thích các anh mà bên quân đội cũng như công an, an ninh. Thực sự là vậy. Tự nhiên nó nhìn vô anh, mấy anh tự nhiên mình cảm thấy mình được bảo vệ vậy đó. Anh ơi, anh có biết võ không anh nhờ? Cũng không biết nhiều, biết được chút ít thôi bạn ơi. Anh có súng còn gì võ em. Vậy là bảo vệ em được rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Có thể là em thì một phần là thiên về truyền thống và hiện đại. Truyền thống thì ở đây thì em vẫn giữ những cái nề nếp của gia đình của mình. Phụ nữ thì em muốn là mình hoàn thiện hơn về cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Còn hiện đại thì tất nhiên em vẫn theo những cái chủ nghĩa giống như là tự do, bình đẳng nam nữ. Nhược điểm em tự nhận em là một người rất là khó tính và sống theo cái khuôn khổ của mình. Chẳng hạn em không bao giờ mặc những cái bộ cánh nó sexy đi ra ngoài chẳng hạn ha. Trong gia đình thì em vẫn bắt em gái em phải theo nề nếp. Ví dụ ăn cơm là phải mời em. Ví dụ em gái mà không mời em, mời mẹ ăn cơm mà dám ăn cơm trước là thế nào cũng bị phạt. Sau khi nghe cô gái thì chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của mình thì em cảm thấy như thế nào? Thực sự những cái vấn đề đấy nó không phải là cái gì, cái nó quá đáng quá. Cái thế mạnh, thế yếu của em là thế nào? Em thì cũng biết chơi thể thao. Tính thì cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ gần với mọi người. Có một số người khi mà mới gặp em thì nhận xét là thấy ghét em á. Sau khi họ tiếp xúc 1-2-3 lần ấy, thì họ lại nghĩ ngược lại. Ủa đâu có gì ghét nhỉ? Em không biết được. Hay mặt em ngầu quá đúng không? Mặt em ra ngoài đường nhận xét em 30 tuổi không? Bị già trước tuổi đó hả? Dạ, dạ. Điểm yếu em là gì? Bạn gái có thích con trai hút thuốc không? Dạ không. Đó. Thực sự em có hút thuốc. Nghe cái từ muốn bỏ thuốc liền. Dạ không. Anh ơi, anh cho em hỏi xíu, một ngày anh hút mấy gói thuốc á? 5-6 điếu bạn ơi. Anh có thể bỏ thuốc được không? Nếu mà sau này mình tiến tới mình có tình cảm tiến tới với nhau được thì nhất trí là mình sẽ nghe theo lời của bạn. Dạ, anh hứa đó nha. Hứa thôi em ơi, chị cũng nhiều người hứa vậy lắm rồi, không ai làm, càng ngày hút nhiều hơn. Em sẽ bày anh cách bỏ thuốc nhé. Còn cái gì nữa không nè? Mẫu người đâu ngoài cái hút thuốc đó ra. Anh Linh kiểm tra giúp em nha, anh đó tóc đừng có kiểu cách bây giờ á, mấy bạn nam hay bây giờ hay sợ sợ cái này nè, là không thích, tóc là giống như kiểu anh Quỳnh Linh thôi. Em lùn lắm cho nên em thích người cao cơ. À, cao 1m78. À rồi ok. Em thích các bạn nam phải đen đen một tí, cao và tròn tròn. Thường thường cao là ốm. Mình cao 1m78 mà nặng 82kg là có mập bằng. À được, như vậy là được. Ok, nãy giờ em đưa ra ok hết rồi đó. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ có thuốc là chưa ok thôi. Còn về tính cách là một người biết tôn trọng lời nói. Tức là trước khi nói ra cái gì thì mình phải suy nghĩ. Yên tâm, quân đội mấy cái này là nó chắc lắm em. Phát ngôn là phải xin ý kiến đàng hoàng. Vậy là ok rồi, em chỉ cần như vậy thôi à, đúng không? Dạ. Còn bạn trai, bạn yêu cầu gì bên đàn gái nói xem bên kia có đáp ứng được không? Như lúc đầu Phượng ra có chia sẻ thì là Phượng là một người theo cái trường phái là truyền thống ấy, thì là em cũng rất là thích. Nếu mà cao được từ 1m57 trở lên thì tốt. 57 trở lên. Bao nhiêu bạn ơi? Bạn cao mấy bao nhiêu? Dạ cái này em nghĩ là em làm được. Tại vì ví dụ như em lùn thì em có thể mang giày cao gót. Được, không sao. Về tính cách thì là dễ gần, hiền. Còn về công việc thì là như Phượng chia sẻ là em cảm thấy là tốt rồi. Được. Rồi có cái điều gì mà bạn không thích, không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích là có hình xăm. Xăm có chút xíu à, xăm trái tim ngay đây nè. Không, nếu mà xăm đó lộ quá đây. À có nghĩa là xăm mà một mình em thấy thì được. Mà nếu lộ ra ngoài người khác thấy thì không được. Vì mà quýu quýu tay chân dữ vậy. Trời ơi, xè bằng tay ra coi. Rồi cái móng cái đó để làm chi dài vậy? Đó có tí à. Để khều khều mấy cái chốt lựu đạn đó. Mình có cái tật xấu gì nãy giờ mình chưa khai ra không? Có nhậu không? À có, nhậu có. Ủa nãy em không có hỏi vụ nhậu, vậy là em chịu nhậu hả? Anh nhậu ở cái mức độ nào anh? Cái xích nhậu là mấy chai xỉn? 8 chai thôi. Đó, thuốc thì 4 điếu, nhậu là 8 chai. Ok, khi nào đi nhậu thì cho em đi cùng, tại vì em sẽ hạn chế anh nhậu. Được không em? Nhưng mà em cũng không gọi là đặt nặng vấn đề đó, có bạn đi cùng là vui rồi. Bây giờ người ta đã là một sĩ quan chuyên nghiệp rồi. Ôi chào dạ, em gái. Dạ, em chào anh. Giọng nói thật sự là ấn tượng với anh nãy giờ đấy. Dạ. Vấn đề bây giờ cái quãng đường để hẹn hò với nhau đó. Đồng Nai nhưng mà chỗ nào? Anh ở đoạn chỗ nào anh nhờ? Ừ, Xuân Độc bạn ơi. Hơi xa đúng không? Đúng rồi.
Nhưng mà em nghĩ như vậy nè, nếu như mà thực sự mình đã nghĩ tới cho nhau thì khi thời gian không, khoảng cách không là cái gì cả. Em không đòi hỏi là anh ngày nào cũng gặp em đâu, yên tâm đi. Một tháng chúng ta có thể gặp nhau một lần, rồi ví dụ như cuối tuần hoặc là buổi tối chúng ta dành thời gian nói chuyện điện thoại cho nhau. Phải làm cho nhau biết được rằng thực sự là mình cũng có nghĩ về người bên kia là được. Tuyệt vời. Rất là chính xác. Anh nói với em nghe nha, cô gái bên đó có đầy đủ phẩm chất là gọi là làm người vợ, người mẹ, có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào. Tốt. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Nãy giờ người thân đã nghe tất cả mọi cái câu chuyện của hai bạn rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi cùng với là em gái của em. Em ruột đó hả? Dạ em ruột. Em ăn cơm là phải mời chị đó đúng không? Dạ chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào anh Tân, chào tất cả mọi người, chào các anh quân nhân nè. Chị hai em á, nãy giờ là nói cái tiêu chí đó là cả buổi tối là mẹ em và chị hai em soạn với nhau rồi á. 80% là có mẹ em trong đó rồi đó. Nhưng mà tại hôm nay mẹ em đau chân á nên thành ra không đi được. Nên về phía anh Tân thì em chỉ lo ngại một cái là em chỉ sợ anh là một người quá nguyên tắc. Không biết là ví dụ như là chị hai em có một cái điều gì đó không đúng á thì không biết là anh có xử sự một cách nhẹ dịu hay là giờ muốn sử dụng súng đạn hay là xét về mặt bản lĩnh bây giờ nha, là anh thấy chị hai em trên cơ đấy. Không có đâu anh, trên cơ đấy không có. Thực sự đối với anh ấy nguyên tắc là trong công việc thôi, còn khi mà về cuộc sống gia đình ấy thì mình tôn trọng, mình đóng góp ý kiến cho nhau chứ không có quá đặt một cái gì đó. Anh không phải là người gia trưởng. Cảm ơn anh. Ra mắt chị hai em là chị hai ưng ấy, nhưng mà đến về nhà là anh phải nói chung là dùng trăm phương ngàn kế, nói chung là anh phải họp bàn với em trước. Trời ơi, em vợ dễ thương, dễ sợ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ mình nghe ý kiến bên đồng chí quân đội như thế nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị và chào em dâu. Em dâu luôn. Trước hết thì nói luôn để bé biết, anh Tân nói riêng và những người quân nhân như bọn anh nói chung ấy, không phải chỉ có gươm và súng mà trong tâm hồn còn có cả nhạc và thơ. Hay quá. Gia trưởng thì chắc chắn không có. Đối với lại em dâu ấy thì em yên tâm. Trước hết anh muốn nói em này, em muốn xem đạn của Tân cũng được. Đấy. Nhưng mà đừng nhìn Tân bằng con mắt hình viên đạn mà hãy nhìn Tân bằng con mắt của hình trái tim. Đối với Tân ấy thì súng dài có, súng ngắn có, đạn to có, đạn nhỏ có. Còn về con người thì anh nghĩ là chuẩn. Anh là anh duyệt rồi. Dạ. Đấy, còn chú thì phải cố gắng. Nhìn cái là phải ấy ngay, phải khắc phục những cái khuyết điểm của mình ngay. Dạ. Tuyệt vời. Xin cảm ơn chị. Tiêu chuẩn là đã đủ. Bây giờ chị xem nhịp đập của trái tim như thế nào. Cái màn lên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trong quân đội là chào như thế này đúng không? À vậy hả? Bữa nào bày em nhé. Em nói thật nhé, bó hoa này em rất là thích. Đây là lần đầu tiên em nhận hoa hồng. Em khó tính mà, cho nên hoa là phải hoa màu đỏ và phải bó là tròn như thế này em mới thích. Cho em hỏi nhé, hồi nãy là anh có nghe em chia sẻ về những cái vấn đề hồi nãy ấy, thì anh thấy em đạt tiêu chuẩn của anh chưa? Khi mà mình được gặp trực tiếp bạn đây thì anh với em đi. Mình với bạn nào đây hết á. Khi mà anh được gặp trực tiếp em ở đây á, như này thì anh nhất trí 100% rồi. Cho em hỏi là anh ở như vậy thì có khi nào anh nghĩ tới cái chuyện sẽ lập nghiệp ở ngoài kia không? Ngoài Bắc à? À đúng rồi đó. Như nhà anh thì cũng có mỗi hai bố mẹ ở ngoài quê thôi. Cái lập nghiệp mà do bản thân anh. Nếu mà anh lập nghiệp trong này thì mình sẽ bố mẹ sẽ vào đây cùng ở cùng. Bố mẹ cũng không bắt ép là mình phải về ngoài kia. Dạ, dạ. Em đặt ra một cái chuyện như thế này, anh giải quyết như thế nào? Tức là chúng ta đến với nhau, sinh con, hai đứa đầu mất con gái tiêu rồi. Mẹ anh muốn thêm một người cháu nữa, muốn sinh con trai. Thì anh giải quyết chuyện đó như thế nào? Nếu mà hai gái thì cũng có một cái gì đó nó hơi buồn thật. Bởi vì mình là... Sao buồn? À, bởi vì em là trưởng anh Quỳnh Ninh. Anh cũng là trưởng nè. Cũng hai đứa con gái nè. Vui như Tết. À, tức là hơi buồn một tí thôi anh.
Còn lại thì em cũng không quan trọng là cứ nhất thiết mà phải có con trai. Trai gái vì cũng con mình. Nếu mình có một chút xíu buồn thì đôi khi vợ mình không được vui. Dạ. Mà vợ không vui thì cả gia đình cũng không vui, đúng không? Trai gái là do mình chứ bộ, coi lại súng đạn mình đi chứ tự nhiên đổ thừa con gái gì. Em nói thật, chuyện nam nữ, con trai con gái là do anh chứ không phải do em. Trong khi anh buồn thì em lại lo. Thực sự nếu trường hợp đó xảy ra thì sao? Anh buồn thì sao? Và lúc đó tự nhiên em cảm thấy em là người có lỗi. Như anh cũng đã nói thì cũng có một cái gì đấy nó hơi buồn thôi, nhưng mà nó không quan trọng. Trong gia đình đó, ví dụ như anh có một cái quyết định nào đó thì anh thường hỏi ý kiến của ai? Trong gia đình thì nếu mà khi anh có quyết định anh sẽ hỏi ý kiến của mẹ. Chẳng hạn như mẹ anh chê em chẳng hạn đi, ví dụ là vậy thì sao ạ? Thực sự là mình hỏi là để xem cái ý kiến của mẹ thế nào thôi, còn quyết định là do bản thân mình mà. Mẹ anh chê em nhưng mà sống với lại anh sau này là em sẽ sống lâu hơn, chứ không phải là mẹ có thể thay quyết định của anh để kiếm được một người vợ cho anh được. Quan trọng là cái tình cảm của anh đối với em thôi, chứ không phải là tình cảm mẹ đối với em. Theo anh nghĩ là như vậy. Suy nghĩ cho kỹ, bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Chuẩn bị, những khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cũng lo lắng và căng thẳng như những nhịp tim đang đập vậy. 1 2 3 Hết thời gian. Chúng tôi cũng muốn thử cái tình cảm bạn gái thế nào. Chưa cho nắm mà nắm lẹ dữ rồi trời. Rồi, rồi đi bạn. Gì la dữ vậy? Trời ơi, mời bạn nữ. Thôi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình ha. Lady first đi, ưu tiên cho phụ nữ. Rồi, bạn nữ giới thiệu trước đi, em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào, bạn Nam. Dạ em chào mọi người ạ. Dạ em tên là Anh Thư, quê em ở Vĩnh Long, năm nay em 25 tuổi, hiện em là nhân viên văn phòng. Dạ em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. À rồi, mời bạn Nam. Em chào anh Quyền Linh, chào em chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả, bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Lê Việt Nam, em hôm nay 26 tuổi. Em quê ở Cần Thơ mà hiện tại sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ thì hồi xưa em cũng hay điện thoại nói chuyện với anh Minh Linh. Anh biết anh nhớ không? Có điện thoại nói chuyện với anh nữa hả? Dạ mỗi lần anh nói chuyện với anh nói có một câu à. Là nói anh gì? Anh không có nhu cầu em ơi. Dạ em là nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ. Hèn chi người ta gọi từ Nam Chí Bắc toàn bất động sản. Anh Linh ơi. Xin lỗi anh không có nhu cầu hết. Thôi bây giờ mình nói chuyện điểm mạnh điểm yếu của hai bạn. Đúng đi rồi. Mời bạn nữ. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em mới học len. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị bụng bề xíu. Sao học móc len? Dạ bụng bề, học móc len đằng cho nó bớt bụng bề chị. Tính hơi cố chấp, buồn vui thất thường, hay lên cơn bất chợt. Trời ơi. Lên cơn gì? Dạ chẳng hạn như đang ngồi buồn buồn thì em hét lên, hoặc là quay qua cắn, hoặc là đánh, hoặc là hung hít gì đó chị. Em bạn trai bên kia có thích không? Có thích lên cơn không? Thích từ cái chữ cắn trở về sao chị? Rồi còn điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì bạn trai? Dạ em thì em thích đi du lịch. Đó đây thì nếu mà sau này em có bạn gái thì em sẽ dẫn bạn gái đi du lịch thường xuyên. Hiền lành, mọi người nhận xét em cũng tốt bụng, giúp đỡ bạn bè, em cũng biết lắng nghe. Về điểm yếu của em á, em ăn rất là nhiều, hầu như là món gì em cũng ăn được, không có kén, nhưng mà em ăn quá mập, thậm chí đi sổ lãi nhiều lần cũng không mập. Còn cái thứ hai thì em hơi bị lãng tai đấy. Bạn bè nói kiểu như nói hai ba lần em mới nghe, chứ không phải là thôi vậy em cố gắng lãng luôn đi em, chứ bên kia thấy cũng mệt lắm á. Dạ. Ha, bất chấp và bất thường tùm lum hết trơn á. Còn hơn nữa thì em thì được cái trời cho da trắng, bị cái là mấy bạn nữ nó hơi chê em là giống con gái á, giờ em quýt long. Bởi vì nhiều lúc mấy bạn hay nói em vậy nên ít có mấy bạn thích manly hơn. Nhưng mà em man không? Kiểm tra lại kỹ ha. Dạ em chắc không? Dạ chắc vậy. Chắc đúng không? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chạy qua thì một mối tình chính thức.
3-4 mối tình không chính thức. Trời ghê vậy. Dạ, cái chính thức thì là hồi đại học, khoảng 3 năm. Cũng dài ha. Dạ. Lý do sao chia tay? Thì ra trường thì em định hướng là lên Sài Gòn này làm. Ừ. Và em kêu bạn nó chắc đợi khoảng 3-4 năm nữa mới cưới. Rồi bạn ấy thì nói chung không ưng lắm. Và bạn ấy tìm được bên Môn Đăng Hộ Đối đủ điều kiện rồi bạn ấy... Đúng rồi, mình bỏ người ta 3-4 năm mà người ta chịu sao được. Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, một mối tình là lúc em học đại học. Người ta yêu thì người ta có từ A tới Z thì đi từng giai đoạn là A, B, C vậy đó. Ừ. Em mới chỉ có A là bị ngưng rồi chị. Sao bị ngưng? Lý do? Một phần là do em. Lúc đó chắc là còn nhỏ, không biết cách yêu với lại cách thể hiện tình cảm. Cho nên là bạn đó chắc là cảm thấy mệt mỏi, cho nên là chấm dứt. Mình có rút ra kinh nghiệm gì cho mối tình sắp tới không em? Dạ có, kinh nghiệm nhiều lắm. Sau kinh nghiệm gì? Em yêu, em ghét, em không thích gì là em làm hết. Làm luôn một lần. Em không thích gì thì em sẽ nói thẳng. À. Hoặc là có cơ hội thì làm từ A tới gì đó, làm được thì làm luôn. Trời ơi. Cái gì mà nhóm mở đường cho hú chạy vậy trời. Mình nó chạy qua liền luôn á. Cái vụ này hay rồi nha. Từ A tới chữ gì thôi, đâu phải tới Z rồi. Thầy mới nói Z rõ ràng anh mới chạy qua đây nè. Có nói Z không? Thôi thấy chưa? Đàn ông mà nghe Z Z là qua liền à. Mạnh mẽ dữ ha. Dạ, em là một con gái bản lĩnh đó. Nhưng mà anh hỏi em nè. Dạ. Không thích đàn ông điều gì? Dạ hồi nãy bạn đó, bạn có nói là da bạn trắng. Ừ. Nhưng mà yêu cầu của em là bạn đó là da phải đen hơn em. Tại vì em không có được trắng, với lại em cũng nhiều lông nữa. Hai bạn này ngược nhau vậy. Quá sức lại, người ít lông, người nhiều lông. Thôi bỏ chuyện lông nó qua bên đi. Em không thích bạn đó nói quá nhiều, với lại hay hứa này hứa kia nhưng mà không làm gì hết. Bất động sản hay nói nhiều mà. Rồi vậy hai cái rồi ha. Dạ. Bên kia có hết rồi đó. Thôi được rồi, anh chỉ biết những cái không thích anh qua kêu thêm lông chút xíu. Hứa mà không có làm đó, rồi. Họ hứa đó. Cô bên kia bản lĩnh lắm đó. Dạ. Hơi nhiều lông. Ủa rồi mà anh nói anh giúp cho người ta thêm lông là anh giúp bằng cách nào anh Linh? Bây giờ có thuốc hết rồi em. Hỡi bạn trai ít lông. Mẫu người bạn gái mà em muốn tìm kiếm là gì? Dạ em thích mẫu bạn gái là nhiều lông. Nói chung em cũng tự tin là em trắng nên không cần bạn gái là phải trắng. Tại vì sau này cứ cưới nhau thì con của chúng em sẽ cũng trắng theo. Em tự tin gen em mạnh. Hay quá ha. Thích bạn gái tóc ngắn. Ừ. Tóc ngắn mà kiểu tóc ngắn nữ tính chứ không phải kiểu tomboy. Thì cao thì khoảng từ 1m50 tới 1m59 là vừa. Khó, anh thấy được rồi đó. Thì có da có thịt. Bên kia có da nhưng mà thiếu thịt chút. Rồi em thích bạn nữ bên kia là bạn có gì cũng nói thì em thích. Chứ em không thích mấy bạn mà im em không thích. Hồi nãy giờ em nghe cô bên này nói chuyện, em đoán cô đang bận gì? Chắc bận quần sọt áo thun màu hồng. Quần sọt áo thun màu hồng luôn. Tóc tai cô ra sao, mặt mày cô thế không nào? Không có để ý ra ta nói ta. Em thích tóc ngắn thì chắc bạn này tóc ngắn. Anh nói em nghe nè, em không để ý. Cô nói cô nhiều lông là chắc chắn không bao giờ cô mặc quần sọt rồi. Cô mình men không? Dạ men. Mình bán đất người ta mà mình có miếng đất nào cho mình chưa? Dạ hiện tại là chưa chị. Chừng nào mới có? Dạ hiện nếu mà tính tới chuyện gia đình thì chắc chắn là em sẽ mua và xây cái nơi an cư riêng cho mình. Đúng rồi. Và gia đình. Muốn mấy đứa con? Dạ hai đứa là vừa, một trai một gái. Mà khỏe không? Dạ khỏe. Thiệt không? Thiệt, mạnh. Mạnh hả? Đâu trời đâu, ơi, đâu, mạnh đâu? Nói em mạnh lắm à. Đâu đưa cho mạnh lên coi. Mạnh coi, mạnh đâu? Có con chuột nhỏ, con chuột giống như chuột chết vậy đó. Con chuột nó bự, tao nói vậy nè. Bạch chi, chuột bạch. Chuột bạch hả? À, chuột bạch. Chuột bạch. Không cười hoài à, vui ghê vậy đó. Dễ thương mà. Bên đằng trai rất dễ thương. Cặp này xứng đôi à. Rồi bây giờ em có đi với người thân không? Em đi với chị, với bạn. À, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. À, theo chị thì bạn nam này hiền lành dễ thương đó. Nhưng mà chị có câu hỏi cho bạn nam là bạn nam bán đất chị có đi nhậu nhiều không em? Thực ra em không có nhậu nhiều, chứ là chủ yếu là uống cà phê với khách thôi chứ không nhậu. Công nha, hứa nha. Thế là em nhậu ít lắm, tầm khoảng 5 lon đổ xuống. Nó mạnh mẽ nhậu ít lắm à. Trời cảm ơn chị, em đi với ai? Em đi với đồng nghiệp em, có sếp em. Rồi có sếp cho gặp sếp đi. Trước tiên xin chào anh Hoàng Linh, xin chào chị Cát Tường. Và xin chào toàn thể quý vị khán giả đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Nam thì trong công việc thì rất là tốt, làm cái gì cũng làm được hết á. Bạn nữ bên đây thì chỉ nhanh cho Nam biết là nếu mà em không bấm nút thì chắc mai em khỏi đến công ty Nam nhé. Trời ơi. Sếp dễ thương. Bây giờ kéo màn lên cho đôi trẻ gặp mặt. Đó.
anh trắng hơn em nhiều. Chắc ủa mà sao đi bắn đất hơi nắng nhiều rồi. Không em, anh dẫn em đi tắm trắng. Vậy cũng được. Anh thì làm ở Bình Thạnh gần này. À, em làm ở quận Phú Nhuận. Tuyển như cái ngày hẹn hò á, một tuần mình đi chơi một lần hay là một tháng đi chơi một lần, em có cái đó không? Tại vì anh em làm thì nó phải đi chơi nhiều chứ anh. Dạ, tại vì anh làm bên bất động sản nó cũng hơi bận á. Dạ. Nhiều lúc chỉ có cuối tuần là bận nhất. Cuối tuần em lại rảnh ngay ngày cuối tuần. Đi chơi ngày trong tuần hay là tối trong tuần thì ok. Cái đó em sẽ cố gắng sắp xếp. Ừ. Ừ. Tại vì em cũng hơi bận nhưng mà vì sự nghiệp gia đình con cái em sẽ cố gắng. Đúng rồi. Trong công việc thì anh cũng hay giúp đỡ mấy bạn, nhất là mấy bạn nữ rồi. Cái đó em có hay khó khăn với cái đó không? Dạ không anh. Dạ. Tại vì em chơi với bạn nam cũng nhiều mà. Không sao. Thông cảm với lại tôn trọng nhau là được. Chứ mình thấy mình bù qua sức lại nhau thì hợp lý. Dạ. Thì cố gắng một tuần gặp một lần là ok. Nếu được rảnh thời gian, tại vì công sản nó cũng có những khoảng thời gian rảnh rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà cái dự án đồ này nọ thì rất là bận. Mà anh cũng sẽ cố gắng một tuần một lần. Dạ không sao, cái đó anh cứ thoải mái, em rất là thoải mái. Em giả sử nha, bạn gái của anh, thí dụ như anh muốn kết hôn nhưng mà bạn gái của anh không muốn, ý là không muốn sang năm kết hôn, hoặc là họ muốn là khoảng chừng 2 hoặc là 3 năm nữa mới kết hôn thì anh sẽ như thế nào? Anh có đồng ý không? Ý là lý do như sao chứ? Lý do thì có thể là vì gia đình. Vì gia đình, hoặc là bạn nữ nó có việc gia đình như là chăm sóc cho em gái hoặc là gì đó. Không sao, anh nghĩ nếu mà mình đến được với nhau này nọ thì cái vấn đề đó không có lớn. Dạ. Anh có thích mấy cô gái mà chung là hơi trẻ con? Không sao, miễn năng động là anh thích nè. Chứ anh đừng có chầm chầm mà già tính của anh không thích. Thật ra như em dễ thương là được. em biết dân số thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Người trai dân số chi vậy trời? Nếu mà đất hay sao? Thì hiện tại thì dân số thành phố Hồ Chí Minh là bây giờ là khoảng 15 triệu người. Rất là đông. Thì cái cơ hội, cái tỷ lệ mà mình gặp nhau ở đây á thì gọi là nó hiếm. Nói chung là giống như khó hơn chúng với số việc lót nữa. Nên cái khoảng thời gian này rất là tuyệt vời. Thì anh nghĩ là sau cái chương trình này mình sẽ cho nhau cái cơ hội để kéo dài cái khoảng thời gian tuyệt vời này. Hát bài tặng bằng đó đi. Em sẽ hát mà tặng. Em tập trung nè. Người con gái mà anh nhớ mong. Không sao, không sao. Thì tự nhiên em quên lại. Bán đất lành lắm. Trước một cô gái nói chuyện tình yêu cái hơi rung ha. Dạ. Sao em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Dạ em thấy anh cũng có vẻ hiền. Từ từ cái kia mình phải tìm hiểu sao. Kia là cái gì? Kia là cái gì? Ý là mà cái sâu hơn. Cái sâu hơn là cái nào? Cái hình Z hả em? Dạ. Cái dạ. A hình Z hả? Dạ, từ A tới Z hả anh? Từ từ mới hiểu. Thôi cái Z thì để chút xíu nói đi nha. Thôi hết thời gian rồi. Các bạn đang ngồi trên hai chiếc ghế. Có rất nhiều cặp đôi đã lấy nhau, đã sinh con, đẻ cái. Hai chiếc ghế đó thấy vậy thôi, chứ nó thiêng liêng lắm nha các bạn. Chúng ta bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Trao duyên mà không có duyên là xem mình đã mất duyên đó. Suy nghĩ và cảm nhận bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Vô luôn. Từ từ để quên. Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu để đi đến xa hơn. Em tên là Võ Thị Thanh, năm nay 31 tuổi. Em đến từ Hóc Môn. Và em đang làm việc tại bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức. Em làm gì trong bệnh viện? Dạ em làm điều dưỡng ạ. Bây giờ mình đi làm ở Thủ Đức rồi mình về Hóc Môn mỗi ngày hả em? Sáng thì em đi xe buýt 6 giờ em đi, chiều 6 giờ em về. Wow, dạ. Cũng hơi xa ha. Dạ. Rồi mời bạn nam giới thiệu. Dạ em xin chào anh Nguyễn Linh. Chào anh. Chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Em xin giới thiệu, em tên Long Quỳnh Hiệp. Hiện là giáo viên chủ nhiệm của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc phòng là sao tức là? Tức là mình dạy những cái môn học cấp chứng chỉ quốc phòng cho các em. À, mình là quê đâu? Dạ em quê Kiên Giang. Chưa nghe bạn trai giới thiệu là bao nhiêu tuổi?
Dạ em 34 chị Cát Tường. 34 hả? Dạ. À, bên này cô này 31 ha. Rồi à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em là người sống tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ. Và đặc biệt là em không có nhiều chuyện. Điểm yếu? Điểm yếu, dạ điểm yếu của em là em nhét đi xe không ra nên em tội đi xe buýt không. Rồi bạn trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em thì trong công việc thì em nghĩ là em làm việc dứt khoát. Còn điểm yếu chắc có lẽ là về phần nấu ăn là nó chưa được ngon và không biết nấu ăn. Thầy giáo đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình. Thứ nhất là thời sinh viên. Rồi bỏ qua luôn. Dạ. Thứ hai là cách đây cũng 7-8 năm. Cái cuối cùng là khoảng 4 năm. Cái lý do tại sao chúng ta chia tay nhau? Chắc có lẽ là do em là chủ yếu. Đây chắc có lẽ là lúc tuổi trẻ nó bồng bột, nó không có suy nghĩ được chín chắn. Lúc đó bao nhiêu mà còn trẻ? Cũng 30, gần 30. 30 rồi. Dạ. Cũng chưa chín chắn luôn. Dạ. Bây giờ đã chín chắn chưa thầy? Dạ, cũng tạm tạm ổn rồi chị Cát Tường. Mình rút kinh nghiệm gì từ những mối tình đó để cho cái mối tình cuối cùng của mình nó được tốt đẹp? Làm sao để bảo vệ hạnh phúc cho tình yêu của mình? Điều thứ nhất là quan tâm. Quan tâm. Điều thứ hai là mình phải chân thành. Thứ ba là chung thủy. Ba cái đó đủ đáp ứng cho người bạn gái. Vì đó giờ mình thiếu một trong ba cái đó đúng không? Chắc có lẽ vậy. Chắc có lẽ vậy. Rồi. Rồi bây giờ mình đã nhận ra được là tốt quá rồi. Dạ. Bạn gái mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thật ra thì em chưa trải qua mối tình nào hết. 31 tuổi chưa có một mối tình chính thức nào hết luôn á hả? Dạ. Tại em cũng hơi nhát á, trong cái chuyện bạn trai á chị, em cũng thấy anh trai là hơi sợ sợ sao. Giờ còn sợ không em? Dạ không, giờ hết rồi chị, qua 31 là hết sợ rồi. Mình có hôn lần nào chưa? Dạ em chưa hôn lần nào hết. Chưa hôn lần nào hết? Dạ có năm 18 tuổi thì trong cái dịp đám cưới em đi chung với anh đó thì em với anh đó ngồi kế nhau, rồi ảnh tự nhiên nắm tay em xong rồi em hết hồn hết vía luôn, hồn vía em lên mây. Xong tới khoảng một tuần sau em mới hoàn hồn lại đó chị. Có cái nắm tay thôi mà một tuần mới hoàn hồn hả? Dạ. Từ cái khúc hoàn hồn tới giờ là chưa ai làm gì luôn? Dạ chưa. Trời ơi, bây giờ mà hôn cái chắc tháng sau mới hoàn hồn đó. Được. Bây giờ đó, em gái tìm cái nửa yêu thương của mình là như thế nào em? Dạ em tìm một người chững chạc, biết lo làm ăn và biết chăm sóc gia đình nữa. Anh nghĩ thầy giáo có gần như hết. Dạ, chứ có thiếu cái vụ mà chăm sóc gia đình đó. Không, em có, em nghĩ là được. Vụ nấu ăn không biết kia hơi chăm sóc thôi chứ nấu ăn là thì chăm sóc thôi, trong đó có nấu ăn nữa. Dạ, phụ tiếp nấu ăn. Đúng rồi, phụ. Dạ, được đúng không? Có cái điểm nào ở bạn trai mà em không thích không? Tính ích kỷ, tính toán, với lại lăng nhăng nữa chị. Bạn trai có mấy cái tính đó không? Dạ tính ích kỷ em có, tại vì em chỉ biết một người yêu hoặc người vợ của mình sau này. Chắc là ích kỷ. Vậy được đó chị. Em gái có tưởng tượng ra chàng hoàng tử trong tương lai của mình là người như thế nào không em? Em nghĩ chắc anh đó cũng khoảng cao khoảng 1m7, da trắng, mũi cao ha anh? Có không anh? Có. Hên xui em. Có đó. Gì nữa? Dạ hết rồi. Đơn giản vậy thôi hả em? Dạ. Bạn trai đạt được tiêu chuẩn bao nhiêu phần trăm? Chắc được 30% nha. Ồ, sao ít vậy? Dạ. Làm gì khiêm tốn vậy? Tệ lắm, phải 70% trở lên. Em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, thứ nhất là về chiều cao thì từ 56 đến 62. Thứ dạ, hai nữa là da thì đừng có ngâm quá. Sao em da ngâm rồi? Đừng có quá thôi, tức là vừa thôi. Về mình có thể là nhiều biện pháp làm trắng được. Cỡ anh Nguyễn Linh vậy đó được không? Dạ được. Rồi để không sao. Gì nữa? Đen lắm à, con này đen lắm à. Tính tình thì đừng nói nhiều quá, nhưng mà đừng có. Dạ em ít nói lắm anh. Đừng ít quá thôi, nhiều khi giận mà cũng không nói nhưng là nguy hiểm. Nhưng mà trong chuyện tình cảm em nói nhiều lắm. Bây giờ em tưởng tượng hình dung bạn gái bên này là người như thế nào? Thứ nhất là đoán thử coi. Thân hình cũng cân đối, cũng hiền dịu, nhu mì. Trang phục thì chắc cũng tương đối đơn giản giống như em. Rồi. Không có sặc sỡ quá. Nếu bây giờ được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân? Dạ nếu được thì nếu mà tùy bạn gái, nhưng mà nếu theo em thì trong vòng năm nay. Rồi lấy nhau về mình sẽ ở đâu? Dạ trước mắt thì ở tạm thời ở cơ quan của em. Cô này cô cũng dễ lắm, nhưng mà cô sợ cái tính lăng nhăng. Em có hay lăng nhăng không? Dạ em nghĩ chắc không có, từ ngày xưa đến bây giờ. Chắc chắn ha. Dạ. Mọi thứ sẵn sàng, được là trong năm này mình cưới luôn. Dạ. Rồi. Rất được. Chị thì chị thấy được rồi đó, bây giờ dạ, ăn thua là em nữa. Để là xem coi đàn gái như thế nào nha. Dạ. Dạ em chào anh. Chào em gái. Nãy giờ em nghe thầy giáo bên kia em thấy an tâm không?
Dạ con nghe cũng an tâm anh. Bởi vì thầy giáo mà em với ảnh cái phần địa lý đó dạ. Thì nó gần nhau rồi dạ. Dễ rồi. Em có thích một cái sự lãng mạn nào nó cởi mở hơn chút xíu không? Dạ em thích lãng mạn lắm anh. Thích lãng mạn mà xưa gì chưa bao giờ có người yêu ta? Dạ chắc tại duyên em chưa tới à. Thật sự là anh rất là quý, trân quý những cái tình cảm của những người điều dưỡng. Có nào mình chăm sóc bệnh nhân đó rồi phát sinh tình cảm không? Dạ không, toàn người già không anh. Khoa em là người già không? Thôi giờ khỏi hỏi luôn. Tưởng đâu chăm sóc người trẻ vậy, khoa già khỏi hỏi luôn. Rồi, hôm nay em có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với hai dì của em, chị dâu và em gái với đồng nghiệp của em ạ. Trời, cũng lực lượng đồng quá dạ, ha. Dạ, rất dạ. Là ủng hộ em luôn á chị. Rồi, đâu nhà gái đâu à. Rồi, chào nhà gái nha. Bây giờ dì nào sẽ đại diện đây? À, tôi xin chào Hiền Linh dạ. Và chào Cát Tường dạ. Và các đồng bạn hôm nay đến cái hội trường. À, cháu tôi thì nó... nói chung là hồi nào giờ nó ít có tiếp xúc bạn bè. Nó chỉ biết mận kiếm tiền để lo cho cha mẹ và anh em, mà nó quên đi cái tình yêu của nó. Tôi nói sao con không cho dì Chính ăn cái miếng trầu uống miếng rượu đại đi. Tôi chờ hoài mệt quá mày. Nó nói con còn nhỏ. Em rể nó nói chị ở giờ này chị không chịu gia đình nữa. Cái em nó mới đăng ký lên cái cuộc hò hẹn này. Và dì Chính cũng thấy cái cậu nam này thì cũng chững chạc. Thì theo dì Chính thấy theo cái ý thích của con là Chính thấy cũng được á. Rất mong hai con để mà thành đôi để cho dì Chính sớm ăn đám cưới. Dì Chính cũng dễ thương ghê nha. Dì Chính dễ thương quá. Được. Cảm ơn dì. Em trai dạ. Đi với ai? Dạ em đi với thủ trưởng em thầy Hưng là phó giám đốc của trung tâm. Dạ xin chào thầy. Với bạn với phu nhân của thầy. Rồi xin chào cả nhà. Rồi tôi xin chào chị Cát Tường dạ. Chào anh Quyền Linh dạ. Dạ chào các bạn trong khán phòng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Tấn Hưng, là phó giám đốc của trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì đối với tôi thì cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này tôi rất là thích. Có hôm tôi cũng động viên Hiệp là đăng ký tham gia chương trình. Và chiều hôm qua cũng rất là vui là Hiệp thông báo cho tôi là được tham gia chương trình này chiều hôm qua. Và lúc nãy trong phòng chờ thì các cô ở trung tâm mới điện cho tôi. Cô nói rằng thầy nói với anh Hiệp á là bằng hoặc hơn tụi em thì tụi em đi yên chưa? Còn không thì tụi em không đi yên. Trời ơi, tạo áp lực quá. Anh cũng xin nói với Thanh rằng là những cái điều mà em không thích ở bạn nam thì ở Hiệp không có. Dạ. Yeah. Và anh cũng nói với Hiệp rằng là khi mà anh thấy anh Thanh xuất hiện thì tự nhiên anh có một cái rất xúc động và có cảm giác đó là nàng dâu của trung tâm anh đấy. À. Và điều cuối cùng anh muốn nói với Hiệp là sau chương trình này em về trung tâm này chắc là mấy cô ở trung tâm không làm khó dễ em đâu. Xin cảm ơn. Cảm ơn thầy, hay quá thầy ơi. Kéo màn lên. Kéo màn, không còn hai cần chờ gì nữa. Hai người sẽ gặp gỡ và trò chuyện. Mời hai bạn. Anh tặng em món quà. Dạ. Không chào gian đó là của các bạn đó, chào. Trò chuyện đi. Em ở Thủ Đức mà chỗ nào? Cái chỗ đường Lê Văn Chí anh. À. Gần Suối Tiên á. Chỗ anh làm cũng gần đó. Dạ. Vậy hai mình gần nhau. Dạ, có gì mình hẹn dạ. Nhau uống phê ở Thủ Đức cũng được. Dạ. Dạ. Anh quan niệm về hôn nhân thế nào ạ? À? Theo anh thì hôn nhân thì đối với anh già tuổi cũng lớn hơn so với lúc trước rồi. Thành ra là thấy hôn nhân là những cái gì nó đơn giản nhất. Làm sao cho hạnh phúc cho cả gia đình. Dạ. Bao gồm vợ chồng và con cái. Dạ. Dạ. Anh có hay đi xem phim không? Cũng thỉnh thoảng thôi, chứ không có... Em thì cũng thích xem phim nhưng mà ít khi nào em đi tại em chưa có ai để đi chung hết á. Ở Thủ Đức mình cũng có nhiều rạp đó, có gì mình đi xem phim. Chuyện rạp để anh lo cho, hai đứa yêu nhau là được rồi, rạp để anh lo. Rồi tính tới tương lai mình sẽ làm gì, phát triển kinh tế gia đình. Anh định hướng là mình sẽ ở đâu anh? Chắc trước mắt thì anh là ở đây chắc lâu dài ở đây luôn. Nhưng mà về xu hướng thì chắc cũng về dưới quê, nhưng mà cũng đi về chứ không phải là ở dưới quê luôn. Hồi nãy em nghe hỏi nói quê anh á, quê anh ở đâu hồi nãy? Ở Kiên Giang. Kiên Giang thì em chưa đi à? Em thì cũng thích miền Tây lắm anh. Qua chương trình này thì chắc có lẽ mời em về Kiên Giang nhiều lần hơn. Dạ, em cũng thích lắm á. Thì em thấy anh
được bao nhiêu phần trăm theo cái ý của em? Dạ em thấy chắc được khoảng 90% á anh. Cảm ơn em. Anh không lăng nhăng là em thích rồi. Anh thì thấy em trước mắt là dễ thương, làm điều dưỡng thì tính nhẫn nại rất là cao, rất là tốt, bù đắp được cho anh chỗ đó. Anh hy vọng ngày gần nhất thì em sẽ dẫn anh về vậy. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, để em là máy bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Rồi, bấm nút đi con, để chị mời ăn đám cưới đi. 1 2 3 Hết thời gian. Thầy giáo rất nhanh nè. Đó, hợp lý nha. À, nhìn thấy cũng hợp lý đó. Hơi thấp hơn chút xíu. Không sao đâu. Tại vì cô ấy mang giày cao nè, cao đó, thấy chưa? Đây là chiếc vé xem phim. Các bạn có thể đến cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng, đến đó xem phim để có không gian lãng mạn nhiều hơn. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Yến, năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên kế toán. Em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Yến? Dạ, quê em ở Tiền Giang. Mời bạn trai giới thiệu. Đầu tiên em xin chào MC Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Trời, giọng hai người này giống nhau quá ha. Và chào bạn gái ở bên kia. Em xin giới thiệu, tên em là Trần Kim Hưng, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là kỹ sư phần mềm về mảng điện thoại di động, tức là viết phần mềm trên điện thoại di động. Em cũng có kinh doanh thêm, tức là mình tự mình mở công ty riêng, mình cũng làm về phần mềm luôn. Và mình cũng có kinh doanh một cái mảng ăn uống nữa. Dạ. Giỏi vậy ta. Dạ. Biết là làm kỹ sư phần mềm thì nó rất là khô khan, tức là mấy anh lập trình thì tối ngày mấy ảnh đối mặt với cái máy thôi. Rất là khô khan, là có nhiều người là nói là cứ đóng cái khu lại nhốt nó giống như mấy con thú ở trong chổng này, nó tự nó làm, đừng có động vô, tại vì đôi khi mình suy nghĩ á, nó stress nặng mà đụng vô thì nó cắn. Đôi khi em cũng có như vậy, cái đó là cái khuyết điểm của mình. Nhưng mà cái ưu điểm ở bên ngoài thì em cũng có rất là nhiều tài lẻ để bù lại, thì mình thấy mình cũng có năng khiếu hài hước, cho nên em đi thi Việt Nam Idol mấy lần em rớt. Được. Dạ. Yeah. Em có tài lẻ gì em thể hiện vài tài lẻ nghe thật coi thử thôi. Đôi khi em coi đá banh á, với bạn bè thì em có thể bình luận, cái mấy bạn em nói ồ vậy thôi mày lên mày thấy cái mấy ông bình luận đó luôn đi. Rồi. Rồi bây giờ anh mướn nè. Dạ. Đội tuyển Việt Nam đá với Philippines. Hiện thì đội tuyển Việt Nam đang vào những phút 88 gần 89 của trận đấu rồi, thì Việt Nam đang bị Philippines dẫn 1-0. Và chúng ta cũng rất là nhiều khán giả đang rất là nóng lòng, kể cả MC Quyền Linh ngồi bên đây kế bên tôi, mà bây giờ anh Quyền Linh cũng đang rất là trâu mày đấu mặt với tôi. Thật sự là rất là khó khăn, và Việt Nam đang mong một cái lứa U như thế này, lần này là chúng ta sẽ đoạt cúp. Đừng vào rồi. Công Phượng đã ghi một bàn thắng rất là tuyệt vời. Em nói nhiều quá cho nên em không bình luận kịp luôn. Công Phượng sút quay quá sai, tỷ số là 1-0 rồi. Bây giờ cũng đều đá vô rồi. Bây giờ bóng đang dẫn lên. Mình phụ 2 phút bù giờ cho trận đấu và tiếp. Bây giờ em sẽ không nói nhiều nữa. Bây giờ em không có nói chuyện về cầu thủ nữa, mà em nói về ông Park Hang-seo đi. Ông Park Hang-seo đang đứng ở ngoài và tất cả các cổ động viên của Việt Nam bây giờ đã đứng ngứng lên. Bây giờ chúng ta có đồng hồ phạt góc, quả phạt góc này sẽ như thế nào? Anh Đức là người chuyên gia đánh đầu của Việt Nam. Còn 30 giây nữa rồi. Đội Việt Nam đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng với cái pha đá phạt góc này. Hầu như là bây giờ chúng ta đứng lên. 20 giây cuối cùng rồi. Bây giờ rồi có tranh chấp nhau trong tay đôi trong cái sân đó, rồi trọng tài cho đá lại quả phạt góc. Anh từ rồi, đá 10 giây cuối cùng và Văn Quý sẽ là người thực hiện. Kêu Việt Nam, chúng ta sẽ bước vào trận đá lượt về. Chúng ta mới đá lượt đi thôi anh, tại vì kỳ này AFF của chúng ta đá 2 lượt đi lẫn lượt về. Thôi nha, 2-1. Dạ, coi như ăn 2-1 là trên sân nhà là chúng ta lợi thế rồi. Dạ. Đó hết rồi đó, đá banh xong rồi đó. Dạ, dạ, em đá xong hết trận rồi chị. Hay quá. Nè em ơi, bạn gái về rồi. Tôi nó mê bóng đá luôn, có về đâu. Bạn ơi, để hỏi đi, hỏi nha. Hỏi bạn đi, ơi, hỏi bạn đi. Có mê bóng đá không bạn? Dạ có, em cũng có hay đi xem đống bóng đá à. Ngoài bóng đá ra thì em còn thích cái gì nữa? Dạ em thích võ thuật. Sao em thấy nguy hiểm quá. Võ nào vậy bạn? Dạ em học judo và jiu-jitsu à. Chết rồi. Mấy người bình luận xàm là hay ăn võ lắm á. Dạ
cho nên em nghe rõ là em đổ mồ hôi rồi chị. Rồi thôi được rồi, bây giờ rồi. Bên đây có tài rồi, bên kia giới thiệu một chút xíu. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là em biết tiếng Anh, tiếng Hoa. Em rất là thích kinh doanh. Và khi mà nghe anh bên cạnh nói thì em cảm thấy rất là vào cái hình mẫu của mình. Hợp ha. Dạ. Rồi điểm yếu của mình? Và điểm yếu của em là em nấu ăn không có ngon. Với lại em rất là dễ khóc khi mà thấy cái gì mà khổ là mình rớt nước mắt ạ. Vậy còn tình trường mình thì sao? Dạ, tình trường của em có hai mối tình vào thời sinh viên. Vậy là mình ở không bao lâu rồi? Em ở không một năm rồi. Lý do sao? Tại sao hai mối tình trước mà mình chia tay? Mối tình gần đây nhất là em định hướng làm việc ở Sài Gòn, nhưng mà anh ấy làm việc ở Tiền Giang, cho nên hai người dừng lại. Trời đất ơi, chỉ có chút xíu đó mà Sài dừng Gòn lại ở Tiền Giang hả? Có một tí teo hà. Tình yêu chưa có đủ lớn nó vậy đó. Gặp đúng người rồi ở đâu cũng theo hết trơn á. Rồi, có mấy tình trường. Tình trường của em thì em được 3 mối tình. Mối tình ở sinh viên là nhiều. Rồi. Cũng có một mối tình giống bạn đó là yêu xa, cho nên là sao mà cách lòng thì không quen nhau nữa. Xa là ở đâu? Ở Cần Thơ là anh. Vĩnh Long qua Cần Thơ mà chia tay luôn hả? Không, mà lúc đó em học ở thành phố luôn chị. Được rồi. Mẫu giờ... người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em là thứ nhất là cao, khoảng 1m65. Cái điều thứ hai quan trọng nhất á là mông to. Cái gì to? Mông. Anh Quyền Linh xem giùm em cái mông có to không? Nhưng tại sao lại em thích mông to? Tại vì em theo cái nghiên cứu của Nga thì những người mông to thì rất là chung thủy. Có không? Có à. Rồi. Được. Rồi gì nữa, tiêu chuẩn gì nữa? Rất là thích kinh doanh, cho nên em cũng muốn bạn trai cũng rất là thích kinh doanh giống mình. Rồi, anh thấy cũng ổn đó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, em không thích người bạn trai nói tục chửi thề, hút thuốc. Có chửi thề không? Dạ, em ghét cái đó lắm. Dạ. Có hút thuốc không? Dạ, em không hút thuốc, cũng không có rượu bia, tức là không có nhậu nhẹt, bê tha. Bạn trai em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì nói chung em bạn gái thì khoảng 1m55, đa phần em thích về cái tính cách cá tính hơn nhiều hơn là về cái mẫu ngoại hình bên ngoài. Nhưng mà có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích người bạn gái là sao ta, nó hơi nhõng nhẽo nhiều quá. Nhưng bây giờ chừng nào được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Chắc khoảng 1 năm đến 2 năm nữa. Nhưng mà em đã sẵn sàng có được cái gì, chuẩn bị gì chưa? Hiện thì em có đến năm 2019 thì cái căn chung cư họ sẽ hoàn tất cho em. Dạ, tức là đã mua trước rồi. Như vậy là cũng có kế hoạch, có nhà, có cửa riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Được rồi đó, thấy cơ bản là cũng ổn á. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Dạ, hôm nay em đi cùng mẹ, anh hai và đồng nghiệp của em ạ. Rồi, cho chị gặp mẹ em. Dạ, em chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Ngọc Yến thì biết quan tâm chăm sóc gia đình, là biết quan tâm mọi người xung quanh. Còn nhận xét cháu trai bên này thì thấy cháu cũng vui vẻ, cũng hoạt bát và cũng có công việc ổn định. Thấy hai đứa cũng có nhiều điểm tương đồng. Mẹ cũng mong hai con cho nhau cơ hội tìm hiểu ha. Rồi, bạn trai hôm nay đi với ai? Dạ em đi hôm nay đi với anh trai của em ạ. Rồi, chào em. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả và bạn gái đây ạ. Theo anh thấy thì nãy giờ hai đứa chia sẻ về quan điểm sống và những cái mục tiêu sống thì hai đứa cảm thấy rất là gọi là hợp thì vẫn hợp, và gọi là có những cái quy tắc nó bù trừ lẫn nhau ấy, thì có thể là tương trợ tốt nhau trong cuộc sống sau này. Còn về cá tính và ngoại hình thì anh thấy rất là xem nhau ấy. Người dân gian gọi là như ta có tướng phu thê. Gương mặt phu thê đấy, thì cũng mong hai đứa cho nhau một cái cơ hội là tìm hiểu trước, còn cái chuyện hôn nhân là cái chuyện sau này không ai biết được. Vâng, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, kéo rào lên cho đôi trẻ gặp nhau nha. Mở rào. Rồi. Anh tặng em món quà này. Cái món này là gia đình anh cũng đang làm. Mà nói chung là yêu nhau qua đường bao tử thì nó an toàn hơn đúng không? Chứ còn bông hoa này nọ thì nó tàn. Còn đồ ăn thì anh có thể cung cấp cho em hoài. Thì em nếu mà em không nấu ăn được thì anh qua nhà anh nấu cho em luôn cũng được. Dạ em cảm ơn. Dạ em có món quà tặng anh. Anh đợi em một chút. Đây là cái quyển sách Đàn ông đến từ Sao Hỏa, đàn bà đến từ Sao Kim. Em rất là thích nghiên cứu về hôn nhân gia đình. Em mong muốn là sau này mình có một cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em.
Rồi có cái mông nó to được chưa, đủ chưa, đủ chừng chắc quên luôn rồi chị ơi. Xoay vòng cho bạn gái coi coi giấu giếm gì đó. Bây giờ mông không to nhưng mà kinh doanh tốt như vậy là được rồi à. Em cũng phải học hỏi anh rất là nhiều à. Ngồi đi, tâm sự, ngồi tâm sự. Em nhận xét cho anh như thế nào trước đi? Cảm nhận anh rất là lanh lợi, kinh doanh giỏi là một điều rất là, em rất là thích. Khi hẹn hò thì một tuần anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Em làm ở quận mấy nhỉ? Dạ em làm ở quận nhất ạ. Quận nhất à? Nếu mà một tuần thì có thể anh gặp em 7 lần trong một tuần luôn cũng được. Tại vì anh đi làm khoảng 6-7 giờ thì anh ra, thì có thể đi ăn và đi về. Còn em thì có sẵn sàng thời gian đó hay không hay là... Dạ có, em thường rảnh vào buổi tối. Tại vì công việc của em thì ban ngày. Các bạn quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Người ta nói là chồng giận thì vợ bớt lời, mà cơm sôi bớt lửa thì mấy đời cơm khê. Thì nó phải chan hòa như vậy. Thì em nghĩ cái người em cần về cá tính nhiều hơn. Dạ. Về quan điểm tình yêu của em thì thứ nhất là phải có trách nhiệm với gia đình, thứ hai là phải có cái tính chung thủy, cái thứ ba là phải có hiếu với gia đình. Với em thì gia đình mới là hàng đầu. Giờ em ra em biểu diễn võ thuật cái cho anh coi. Anh làm chị nhức đầu quá. Em đấy em. Ủa có em này em làm phụ mẫu luôn hả chị? Có chứ, quýnh võ phải có bạn chứ. Dạ cãi rồi. Giờ anh nắm tay em đi. Nắm tay nào em? Nắm tay này đi. Đấy. Khi mà người ta nắm tay mình như thế này dắt mình đi, mình sẽ có cách. Bên đây là mình không thể nào, mình cứ dằn coi là sẽ thua nè. Tốt nhất cần giật cái là ra, không có dùng dậy. Giật cái cho té cái làm của em. Ví dụ như cái anh đó tấn tới hãm hại thì sao? Tấn tới hãm hại thì mình có những cái gọi là nơi điểm yếu nhất là hai bên đây. Chấn thủy, hạ bộ. Hạ bộ đâu? Bây giờ em tấn công. Dạ. Em phải tấn công người ta, người ta mới tấn công, người ta phản kháng được. Em nhào vô coi. Em phải biết tấn công theo hướng nào nữa em chị. Em coi như là mình thấy cái đẹp mình sáp vô mình tấn công đi. Bây giờ anh phải làm gì em chứ? Ờ làm gì đi, làm gì? Không có làm gì sao người ta phản kháng được? Vô đó. Vô đó. 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 Được rồi. Thôi được rồi, được rồi. Rồi. Thử chúng thôi. Làm quá cái lỡ tay, lỡ chân, cái mệt luôn, không bấm nút luôn à. Nói tóm lại là có những cái giây phút cũng vui ha. Nhưng mà anh nghĩ rằng qua giây phút đó thì các bạn cũng hiểu nhau phần nào đó cùng với ý kiến của người thân. Bây giờ mình nhắm mắt lại đi. Mình kiểm tra con tim của mình có cùng chung nhịp đập hay không nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi mẹ. Chúc mừng. Rồi nắm tay nhau nào. Rồi nắm tay nhau. Hợp lý ha. Không, rất là dễ thương luôn á. Xin phép mẹ với anh đi. À em cần xin phép bác với anh cho con hùng em á. Rồi. Rồi. Không phải xin em ơi cho anh hùng nha. Dạ. Ờ đúng rồi. Để không ai bị quánh anh. Ờ ví dụ đó.